mọi người, chào mừng mọi người đến với bữa tối của Trúc nha. Hôm nay Trúc có cá bò hòm. Cá bò hòm hay hòm bò đó? Bò hòm. Nhìn nó vuông vuông ngộ lắm mọi người. Nhưng mà hồi nãy sau khi Trúc hấp xong á, Trúc gấp nó lên á thì nó đã bể ra như thế này rồi. Cái vỏ của con cá này rất là ngộ mọi người. Cái da của nó là những cái hình lục giác ghép lại nè. Nên là khi mà mình gấp lên á thì nó sẽ bể ra. Nó bể ra nè mọi người thấy không? Mình nhìn cái này á, mình nhớ ngày xưa bà ngoại mình mà may cái mền từ những cái miếng vải vụn á mọi người. Đó, xếp thành cái hình lục giác nè. Xong rồi may thành một cái mền rất là đẹp, nhiều màu sắc lắm. Con cá này á thì Trúc nghe bạn Trúc nói, cái người mà mua giùm Trúc có nói là cái gan cá rất là ngon. Đây nè, cái gan cá nè. Cái gan nó rớt ra rồi mọi người, hồi nãy gấp lên nó rớt cái gan với cặp trứng rất là bự. Mà sao không thấy thịt đâu hết à. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nó rồi mình sẽ nói cho mọi người biết cái mùi vị của nó như thế nào ha. Mình sẽ ăn cá này với lại nước mắm me nha mọi người. Mình ăn với rau xà lách với ít rau răm. Và ở đây thì mình có một cái chùm cà chua cherry mà hôm trước mình cũng có giới thiệu với mọi người rồi đó. Đó, mình treo nó đây nè. Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức với mình nha. Hôm nay chân con cá nhìn xấu quá mọi người ha. Mọi người đâu có thấy rõ con cá đâu, đúng không? Nè con cá nè. Ý, lụm lên là nó rớt cái phần ở dưới xuống mọi người. Không biết ăn từ đâu luôn. Mình sẽ ăn cái gan cá trước đi. Mình nghe nói cái gan cá ngon lắm. Đây, mình ăn kèm với rau nha. Đây, cái chùm cà chua này nó dướng quá mọi người. Mình sẽ phải dời nó xích lên đây mới được. Đó, làm tiền cảnh nha cưng. Đây, gan cá nè mọi người. Đó, nhìn có vẻ rất là béo. Ăn chỗ này nó hơi đắng đắng, chắc tại vì nó có trúng cái mật á. Mình sẽ chấm với lại béo ghê. Béo ngậy ngày ngay. Phải lấy cái mật cá ra chứ thôi ăn nó đắng rồi. Ngon quá. Cái này cá biển ngoài Nha Trang á. Có cái chị bạn, mỗi lần mà ở nhà chị á, ngoài quê á, gửi đồ vô cho chị á, là chị hỏi Trúc có ăn cái gì không, rồi Phụng mua giùm cho. Không có bán mà là mua giùm thôi. Dễ thương lắm. Ở ngoài đó hay có hải sản ngon rồi, mấy con lạ lạ mọi người. Mời mọi người. Cái con này nó ngon. Mà trưng bày nó không có đẹp ha. Bởi vì mọi người nhìn không thấy màu. Cái chùm cà chua này không, bà không để yên cho mình ăn mà. Ngựa ngựa treo lên chi á. Rồi nằm yên nó đi cưng. Bây giờ mình sẽ ăn cái cặp trứng cá. Con này bự quá nên nó có trứng. Hôm nay nó thiếu màu sắc ha. Mình sẽ chấm với nước mắm me. Trứng nó béo mọi người. Mà ăn cá này á, không thấy thịt đâu hết á. Chị thấy nó có cái gan, cái trứng. Rồi không biết thịt ở đâu nữa. Không thấy thịt. Để chút mở thử nha. Hy vọng là trên cái lưng có thịt. À đúng rồi, trên lưng có được miếng thịt nè mọi người. Mọi người nhìn cái miếng thịt của nó nè. Cái xớ thịt của nó nhìn như thịt gà á. Đó, trắng tinh. Chút nghĩ là con cá này thịt dai. Mình thử nha. Rồi, như miếng thịt gà. Như cái thịt ở cái chỗ cái phần ức á. Ngon. Ngon mọi người. Nó mềm. Nhưng mà nó không có bở nha. Nó không bở. Nó mềm, nó dai dai. Mà nó thơm, nó ngọt thật lắm. Ở dưới phần bụng thì có cái gan đó là chất lượng nhất. Còn trên sống lưng á, trên cái phần lưng á thì có miếng thịt như nè, thịt rất là to. Cá này có giá là 120 ngàn một ký. Hai con này là 9 lạng à mọi người. Là con to nha. Con nhỏ thì nó 4-5 con luôn á. Ăn được con cá này ngon quá, cảm ơn chị Phụng. Đã. Tưởng không có thịt đó mọi người. Lần đầu tiên ăn con cá này. Chúc Hà thấy Linh hay ăn lắm. Mấy lần cũng định mua ở bên hướng nhà Linh về ăn. Nhưng mà ở bên đó thì người ta nướng kiểu nướng mọi á,
nhưng mà chút thì mang về đây nướng thì không được, mà nướng ở bên đó đem về đây nó nguội không ngon. Còn mua con tươi chỗ này á thì chỉ có hấp thôi, đã lắm mọi người. Chúc nghĩ là ăn thêm một miếng rau răm nữa nó mới đúng bài bài của Chúc thôi. Vỏ của nó nè mọi người, thịt cá này rất là dễ lấy. Cái này gọi là cái sụn, nó mềm. Thịt nó có ít chỗ thôi, nhưng mà cái chỗ đó không ít thịt nha mọi người. Có nghĩa là nó tập trung ở trên cái phần lưng, mà cái phần lưng nó rất nhiều thịt. Nó chỉ có duy nhất cái chỗ phần lưng là có thịt thôi, mà nó rất là nhiều. Ăn cá nó hấp mà ăn với mắm me đã. Con cá này nhậu ngon nè mọi người. Anh chị nào mà cuối tuần muốn lai ra tìm con cá này ăn thử, cá bò hòm rất là lạ miệng, thịt ngon ngọt. Có bộ đồ lòng này nhưng mà Chúc sẽ phải bỏ đi, Chúc chỉ ăn cái phần gan thôi, chứ còn những phần khác thì mình không ăn quen thì mình không nên ăn. Cái chỗ này là như cái ngực vậy đó mọi người, nó cũng có thịt nữa, mà cái thịt của nó đó nó nhiều, nó giống như cái gò má cá lóc của mọi người nè. Nó có một cái phần kiểu như cái, ở đây của mình là gọi là gì, cái nọng. Đúng rồi, cái nọng đó. Mà cái nọng cá này nó không có mỡ mọi người, thịt không nè. Đó, nguyên một miếng đã chưa, phê phà. Cá bò hòm, sao gọi là cá bò hòm ta, hay là cá này dưới nước nó không có bơi mà nó bò, mà nhìn nó như cái hòm vậy đó, nó vuông vuông như cái hòm. Thiệt á, một cái kiểu lý giải mà hả, vô duyên, không có kiến thức. Thịt nó trong đây còn nè, thịt nó nằm trong hốc, trong kẹt không à. Cái mỏ rất là dễ thương, cái mỏ nhỏ nhỏ. Rồi đó, chú nghĩ là cái đầu hết ăn được rồi. Còn đây là cái nọng, cái nọng với cái càm. Thịt nhiều ghê chưa, quên một miếng to luôn. Chú sẽ gói vào một cái lá rau nha, xuất sắc. Mấy cá biển rất ngon. Đáng đồng tiền mọi người. Con này Chúc nghĩ nó lại phải mắc tiền hơn mới đúng. Bởi thịt nó ngon á. Nó rớt cái vỏ ra. Mình không kêu là cái da, mà mình kêu là cái vỏ, bởi vì nó dày á. Con bên này nó có vẻ nát hơn mọi người. Bèo. Bà bèo quá quậy. Bà bèo quá, bà mê ăn cá lắm. Hồi nãy lúc mà Chúc rửa hai con cá này Chúc ngâm á, chui đằng sau cái phòng. Cái xong cái bả bèo, bà đi trên cái bồn rửa chén và bà rình hai con cá. Bây giờ mình sẽ xử tới con này nha. Ồ. Trời ơi đã mọi người. Ở bên trong của nó nè. Ở bên trong của nó nè. Cái vỏ nó đẹp mọi người ha. Đó. Bên ngoài đẹp ơi là đẹp. Vừa đẹp mà vừa ngon nữa. Hết sảy của con bà bảy. Con cá này nó lai con gà, sao cái thịt nó như thịt gà. Mọi người cũng có thể ăn con cá này với lại muối ớt á mọi người, muối ớt mà muối ớt chanh á. Bởi vì Chúc thấy nó khá giống thịt gà nên mình ăn theo cái kiểu mà muối ớt chanh thì rất là hợp á. Nhưng mà thường thì Chúc hấp cá là Chúc ăn với mắm me. Nó ngon xỉu lên xỉu xuống. Một lát mình sẽ chừa cho Beo La một miếng.
ăn cá mà không cho ba ăn là không được đâu. Mình chừa ở đây cho Bella, mình sẽ ăn cái nọng. Chút sẽ tráng miệng với lại một ít cà chua nữa, siêu ngọt. Treo vậy ăn có cảm giác như là ăn trên cành đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trúc ngày hôm nay nha. Trúc giới thiệu lại, đây là con cá bò hòm. Giá của nó là 120 ngàn một ký ở ngoài Nha Trang, còn trong Sài Gòn thì không biết nhiều. Mọi người có thể tìm mua nó, hấp nó, nướng nó, hoặc là chắc có thể cũng nấu lẩu nó được. Nói chung là mọi người muốn gì thì làm cái đó, miễn ăn ngon thì thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.